Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Gần đây, một câu hỏi mà mình thấy rộ lên khá là nhiều liên quan đến iPhone bypass. Thì đây là một dạng iPhone nó không hề mới, nó đã có cách đây từ 3-4 tháng trước rồi. Nhưng ok, mình vẫn sẽ làm video này để xem là iPhone bypass là gì và liệu rằng các bạn có nên mua iPhone bypass hay không và các bạn có cần đề phòng với nó hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. À khoan, đừng intro vội. Nếu như các bạn đang có bất kỳ một cái thắc mắc gì về một dòng điện thoại nào thì hãy để lại câu hỏi phía bên dưới nhá. Mình sẽ có nhiều những cái số giải đáp đến cho các bạn giống như số này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau định nghĩa đấy là iPhone bypass là gì. Thì các bạn có thể hiểu rằng bypass nó giống như kiểu một cách vượt bảo mật, bỏ qua tài khoản để cho các bạn có thể đi vào bên trong sử dụng chiếc máy như một chiếc máy bình thường. Trước đây thì cũng đã có trên những chiếc máy chạy Android, ví dụ như bypass Google, bypass Mi Cloud hay là bypass một số những cái cloud khác của những cái thương hiệu Android. Và đến bây giờ thì những chiếc iPhone này đã có thể bypass iCloud được. Thế nhưng mà bypass này nó lại giới hạn chiếc máy của chúng ta ở một số những cái tác vụ. Ví dụ như khi bypass xong, các bạn sẽ không thể nào mà sử dụng được những cái tác vụ gọi điện được. Lắp SIM vào có thể là lên sóng nhưng không gọi điện được. Nói chung rằng là nó sẽ giống như kiểu là một chiếc iPod. Nên các bạn có thể định nghĩa iPhone bypass giống như một chiếc iPod. Các bạn có thể cài app, các bạn có thể chơi game trên nó và các bạn có thể sử dụng nó nghe nhạc các thứ, xem YouTube bình thường. Quan trọng nhất đấy là tính năng gọi điện các bạn sẽ không dùng được. Và nguồn gốc của iPhone bypass từ đâu thì cái này mình cũng không thể nào mà khẳng định được. Nhưng mình chỉ biết nó là những chiếc iPhone đã bị quên tài khoản iCloud mà thôi. Có thể là do cướp giật bán lại, có thể là do những người khác bỏ quên iPhone lại, và có thể là hàng tuần từ bên nước ngoài về nhưng nó bị dính iCloud và không xử lý được, thì họ sẽ dùng đến cái thủ thuật can thiệp đấy là bypass để có thể vượt qua cái tài khoản đấy, đi vào bên trong sử dụng như một chiếc máy bình thường. Sử dụng như một chiếc máy bình thường với những cái tính năng bình thường mà thôi. Còn tính năng nghe gọi thì tất nhiên vẫn không được nhá, như ban đầu mình đã nói. Vậy thì có nên mua iPhone bypass hay không? Thì cái này phần lớn nó vẫn là do nhu cầu của các bạn và suy nghĩ của bạn về iPhone bypass. Nếu như các bạn không quan trọng, không quan tâm đến tính năng gọi điện mà các bạn cần một chiếc máy nó sang, một chiếc máy nó là máy phụ và sử dụng với những tác vụ như kiểu là để chơi game ngon này và để sử dụng những cái mạng xã hội và không cần thiết sử dụng đến 3-4G, thì ok, các bạn cũng có thể mua iPhone bypass được. Bởi vì là mức giá của những chiếc iPhone bypass thường nó sẽ chỉ bằng 50% so với một chiếc iPhone bình thường mà thôi. Ví dụ như ở đây mình đang có là iPhone 10S Max, thì mức giá của nó hiện tại trên thị trường rơi vào khoảng tầm là 14,5 triệu. Nhưng với một chiếc iPhone 10S Max bypass thì nó sẽ nằm ở khoảng tầm từ 7 triệu, 8 triệu hoặc là 9 triệu. Tức là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với một chiếc máy thông thường mà các bạn mua. Nên nếu như các bạn sử dụng nó như một chiếc máy phụ đi ra ngoài, ok, sử dụng để chụp ảnh này, sử dụng để lướt Facebook, sử dụng để lướt YouTube và đặc biệt là sử dụng để chơi game, thì iPhone 10S Max bypass nó vẫn có thể mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm là ok. Bởi vì là các bạn đã có một chiếc máy chính rồi, là một chiếc máy tầm trung có thể phát 3G, 4G cho chiếc iPhone 10S Max này sử dụng. Như vậy là ổn với những bạn nào chịu chấp nhận mua iPhone bypass. Còn với những bạn nào đang có suy nghĩ là iPhone bypass nó chỉ đơn thuần là một chiếc máy vượt qua bảo mật để vào và sử dụng như một chiếc máy bình thường, thì không hề có đâu. Nó chỉ sử dụng được một số tính năng mà thôi. Còn lại những tính năng quan trọng như là nghe gọi, sử dụng 3G, 4G thì nó không hoạt động được. Nên cái này là cái mà các bạn cần biết về iPhone bypass. Và trên đó là video mình chia sẻ đến cho các bạn về vấn đề iPhone bypass là gì và có nên mua nó hay không. Mình đã giải thích đến cho các bạn rồi đấy. Còn nên mua nó hay không thì tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của các bạn và việc mà các bạn sử dụng nó như thế nào nữa nhá. Và video này thì mình xin dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Và các bạn còn đang thắc mắc về bất kỳ một vấn đề gì khác thì hãy để lại cái câu hỏi của bạn phía bên dưới, mình sẽ có những số để giải đáp thắc mắc đến cho các bạn. Bây giờ thì xin chào và gặp lại bạn trong video lần sau.